Sau sự xuất hiện tại trận đua Emilia-Romagna, Oli Behrmann sẽ tiếp tục góp mặt ở phiên tập 1 tại trận đua Spanish Grand Prix dưới màu áo của Haas. Đây sẽ là lần thứ 2 trong tổng số 6 lần tham gia FP1 của Oli ở mùa giải năm nay. Tại Imola, tay đua Anh Quốc đã hoàn thành xuất sắc buổi tập của mình với rất nhiều dữ liệu quý giá đem về cho Haas. Lãnh đội Ayan Komatsu đã đánh giá rất cao tài năng trẻ người Anh và đang là lựa chọn hàng đầu cho vị trí thay thế Hülkenberg ở mùa giải tới. Tuy nhiên hiện tại Behrmann đang khá chật vật ở giải đua Formula 2 mà anh đang tham gia. Nó thiết lập sai từ đội đua và những vật đen bủa vây khiến cho Oli chỉ đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Nhưng lãnh đội Komatsu đã nói, nếu một tay đua có thể đem về những dữ liệu quý giá cho đội, anh ấy xứng đáng có một cơ hội ở Formula 1. Còn với đội đua chủ quản của Behrmann là Ferrari, họ sẽ đem đến một bản nâng cấp mới cho trận đua Spanish Grand Prix. Cả Charles Leclerc và Carlos Sainz đều sẽ có một gói sàn xe hoàn toàn mới ở Barcelona vào cuối tuần này. Gói nâng cấp mới dự kiến sẽ cải thiện hiệu năng ở những khúc cua có tốc độ thấp nhằm cạnh tranh với Red Bull và McLaren. Tại Canada, vấn đề về động cơ và điều kiện thời tiết đã khiến họ gặp khó khăn để đánh giá hiệu năng thực sự của chiếc xe. Vậy nên trận đua tới đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng về tốc độ thực sự mà chiếc SF24 có được là như thế nào. Theo một số nguồn tin, Alpine đang thương thảo với một số hãng cung cấp động cơ khác cho thế hệ xe ở mùa giải 2026. Đồng nghĩa với việc họ có thể sẽ chấm dứt hợp tác với Renault sau 10 năm hợp tác. Trong những tuần qua, lãnh đội Bruno Famin được cho là đã nói chuyện với một số hãng động cơ để tìm kiếm cơ hội cho mình. Mercedes được đánh giá là lựa chọn tốt nhất cho đội đua nước Pháp bởi Aston Martin sẽ chuyển sang với Honda ở thế hệ mới để ngỏ cánh cửa để Alpine và Mercedes hợp tác. Theo luật, mỗi hãng động cơ sẽ chỉ được cung cấp cho 3 đội đua khác. Nhưng nếu điều này trở thành sự thật, thì rất có thể cái tên Alpine sẽ bị thay thế bởi một cái tên khác. Bởi đây chính là thương hiệu con của Renault, nên khi hãng xe nước Pháp rút lui, thì cái tên Alpine cũng có thể bị xóa sổ theo. Hãng xe nước Pháp đã từng rất thành công với 4 chức vô địch Formula 1 cùng Red Bull. Nhưng kể từ khi chuyển sang thế hệ động cơ Hybrid năm 2014, họ đã đánh mất chính mình và không còn đạt được nhiều kết quả tích cực nữa. Vậy nên Renault sẽ cần phải thay đổi nhiều nếu không muốn nhìn tiền của mình tiếp tục biến thành tro như ở hiện tại.